chào tất cả các bạn. Hiện mình đang ở tại không gian tỉnh thức Diviners tại Jubilee Hills, Hyderabad, Ấn Độ. Và hãy cùng mình khám phá những điều tuyệt vời gì đang diễn ra ở đây các bạn nhé. Thật tuyệt vời khi bạn đang xem video này để cùng mình khám phá không gian tỉnh thức Diviners tại Ấn Độ. Và đây là sảnh chính, nơi mà tất cả chúng ta sẽ được chào đón và cùng khám phá câu chuyện truyền cảm hướng sống từ Master Wonders, cũng như là những hướng dẫn cho hành trình chuyển hóa thiên liêng của bạn. Và bây giờ, mời bạn cùng đến với câu chuyện truyền cảm hứng từ Master Wonders, người thành lập nên Diviners Movement từ Ấn Độ. Và đây cũng là câu chuyện truyền cảm hứng của thầy từ một hành trình phi thường của một người bình thường. Và đây là câu chuyện truyền cảm hứng từ Master Wonders, người luôn sẵn sàng dấn thân để khám phá hành trình thiêng liêng sâu sắc về tâm linh, cũng như mở ra hành trình chuyển hóa cho thật nhiều người hơn nữa, cùng hướng về tầm nhìn hợp nhất. Từ khi thành lập từ năm 2014, Diviners Movement luôn cam kết mở ra những không gian thực hành chuyển hóa thân tâm và những lối sống tỉnh thức hướng về bốn giá trị, cũng là bốn khía cạnh vô cùng quan trọng của cuộc sống, đó chính là sức khỏe toàn diện, thứ hai là về bảo vệ môi trường, thứ ba là sự tỉnh thức trong sự sáng tạo, và thứ tư đó chính là hành trình khai sáng. Và đó cũng là điều mà chúng ta sẽ liên tục khám phá trong suốt hành trình chuyển hóa của chính mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bạn hướng dẫn thực hành tại không gian tỉnh thức. Đây là 16 điều mà tất cả mọi người đến với không gian này cần phải tuân theo để giữ cho sự không gian thực thức ở đây. Và bên cạnh là phòng của Master Wonders. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phòng của tình nguyện viên. Đây là không gian để các bạn tình nguyện viên thân thân để có nơi thực hành cũng như là nuôi dưỡng cho không gian này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một nơi vô cùng thú vị, đó chính là studio phim. Và đây sẽ là không gian để thảo luận những bộ phim và những tác phẩm nghệ thuật. Và đây cũng là nơi mà chúng ta có thể gặp gỡ những nghệ sĩ tỉnh thức. Một không gian ấm cúng và rất là sáng tạo đúng không ạ? Hãy cùng chào đón những câu chuyện về nghệ thuật sáng tạo trong thời gian sắp tới cùng với Diviners bạn nhé. Và ở đây bạn cũng sẽ tìm thấy những sản phẩm hướng tới thân thiện môi trường mà chúng ta có thể thường sử dụng trong cuộc sống. Và với một sự tiêu dùng tỉnh thức, chúng ta không chỉ có một sự thanh lọc thân tâm tốt hơn mà chúng ta còn hỗ trợ để nuôi dưỡng không gian thiêng liêng này một cách bền vững cho tất cả. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với phần thực hành thiền nhé. Và trước khi vào, hãy đừng quên đọc những hướng dẫn trước khi đến thực hành. Đây là một không gian rất là thiêng liêng và tràn đầy năng lượng bình yên mà chúng ta có thể lắng lòng để quan sát thân tâm của mình một cách sâu sắc hơn. Khoảng không vô cùng tươi mát. Đây là
workshop ở tại đây vào ngày 24 tháng 10 sắp tới. Và rất tự hào đây là một thương hiệu đến từ Việt Nam và đã phát